Nếu như có người tu hành pháp môn hạnh nguyện phổ hiền, thì vào được biển trí huệ thù thắng của Bồ Tát, lại có thể ở trong tất cả hạt bụi các hiện ra thân tu đạo để thanh tịnh tất cả các biển cõi. Không thể nghĩ bàn ước đại kiếp, gần gũi tất cả các như lai, như Phật tu hành tất cả Pháp trong một sát na đều hiện ra. Các đại kiếp không thể nghĩ bàn luôn luôn gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự tất cả các như lai giống như quá khứ tất cả chư Phật tù các hạnh môn ở trong một sát na đều hiện ra cảnh giới đó. Cõi nước chư Phật như hư không, chẳng đồng, chẳng sinh, chẳng hình tướng, vì lợi chúng sinh khắp nghiêm tịnh, vì bổn nguyện được trụ trong đó. Cõi nước chư Phật như hư không, cũng có thể nói hư không là các cõi nước chư Phật chẳng tương đồng, chẳng sinh ra, chẳng có hình tướng. Vậy tại sao chư Phật lại hiện ra đủ thứ cõi nước? đủ thứ tra nghiêm đủ thứ sự biến hóa là vì muốn lợi ích chúng sinh cho nên khắp tra nghiêm thanh tịnh đó là do bổn nguyện lực của chư Phật nên đắc được cõi nước thanh tịnh quang minh mà an trụ ở trong đó bây giờ Bồ Tát phổ Hiển lại bảo đại chúng rằng các Phật tử trong biển hương thủy có những thế giới gì an trụ này tôi sẽ nói ra lúc đó vị Bồ Tát Đại hạnh phổ hiền lại bảo đại chúng trong bồ đề đạo tràng hoa nghiêm pháp hội rằng các vị đệ tử của phật ở trong biển hương thủy có những thế giới gì an trụ trong đó bây giờ tôi sẽ nói ra xin các vị hãy lắng nghe các phật tử trong biển hương thủy số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết có phật có thế giới trùng an trụ nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết có phật mỗi mỗi thế giới trùng lại có thế giới nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi phật, Bồ Tát phổ hiền rằng mọi người chẳng chú ý nghe, cho nên gọi một tiếng.